Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Toyota Veloz bản cao cấp, bản top màu trắng ngọc trai. Và em cũng quay video để giới thiệu cho anh chị về giá bán để hiện tại để anh chị nắm được, cũng như là tư vấn cho anh chị cái phương án làm sao mua xe hợp lý nhất để hiện tại. Thì như anh chị cũng biết được là Toyota Veloz thì sẽ có hai phiên bản, đều là số tự động và có động cơ không gầm, cảm giác lái, kích thước, tính năng an toàn về phanh là như nhau. Còn phiên bản top sẽ cao cấp hơn là ở các cái một số cái điểm như là để em giới thiệu qua, và sau đó sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán, cập nhật nhanh giá bán. Thì bản Veloz top này sẽ có thứ nhất là cam 360 này, có la răng lớn hơn 1 inch, có gói an toàn Toyota Safety Sense giữ làn đường, cảnh tránh lạt đường, tránh lệch làn đường này, cảnh báo tin va chạm đó, thì cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát vận hành chân ga, đó là những tính năng cao cấp hơn. Còn về máy móc động cơ không gầm thì là như nhau. Thì hai phiên bản sẽ chênh nhau số tiền như thế nào thì em sẽ báo cho anh chị thời điểm hiện tại luôn. Đối với phiên bản cao cấp trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 660 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 41 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị theo thuế 10% sẽ là 694 triệu. Nếu mà trong trường hợp mà anh chị đợi được giảm thuế và dự kiến là tháng 8 sẽ giảm thuế thì sẽ giảm được thêm số tiền là 35 triệu nữa. Đó là phiên bản top. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 638 triệu. Hiện tại thì bên em cũng giảm 41 triệu tiền mặt và tính lăn bánh cho anh chị theo thuế 10% thì sẽ là 668 triệu lăn bánh theo thuế 10%. Nếu mà được giảm thuế thì anh chị sẽ tiết kiệm thêm được một khoản nữa là khoảng 30 triệu. Vâng, và đối với các cái anh chị liên quan quan tâm đến cái vấn đề trả góp ấy, thì em sẽ giới thiệu là hiện tại thì bên em đang hỗ trợ là tối đa 80% giá trị xe, và xe sẽ được trả góp trong vòng khoảng 8 năm. Thì anh chị cần chuẩn bị trước số tiền ban đầu là đối với phiên bản cao cấp là 199 triệu, còn phiên bản tiêu chuẩn là 191 triệu là sẽ mang xe về nhà. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cập nhật nhanh về chiếc xe Toyota Veloz này. Anh chị nào cần quan tâm giới thiệu tư vấn thêm về các vấn đề về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.